showbiz khi đến đây cũng đều mặc cảm giống như em. Về chuyện này thì em cứ yên tâm, đây là chuyên môn của anh Quân mà. Nên dừng lại khi hào quang vẫn còn chưa tàn em ạ. Em cần có vị thế riêng của mình. Vị thế? Điện ảnh từ lâu đã không còn là cuộc chơi của em nữa rồi. Điện ảnh không phải là cuộc chơi, mà nó là cuộc đời của tôi. Anh có chắc chắn là cậu đã chết chưa? Không thể nào như vậy được. Bà sống lại. Nếu vậy thì tối nay làm luôn đi, để lâu nguy hiểm lắm. Tại nó ép mình, nó đâu cho mình có sự lựa chọn khác.